Xin chào tất cả anh em. Hôm nay Loa Màng Gỗ sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc TV tủ đài rất là đẹp đến từ thương hiệu Get của Đức. Đây là một trong những chiếc tủ đài có thể nói là cực kỳ xuất sắc và sang trọng. Con này như anh em thấy thì ở phía trên nó có một cái màn hình khoảng độ tầm 20-25 inch và dưới là cái tủ đài đèn. Đấy. Dưới này là hệ thống 3 loa và 3 đường tiếng toàn giải của hãng. Như anh em thấy thì ở đây thì là cái con này thì là nó khi mà chúng ta mở lên thì để chờ cho nó nóng một chút rồi sau đó chúng ta sẽ xài. Đây là FM, đây là AM, bên này là TV. TV chúng ta phải bấm một lúc, bấm một cái thì bên này nó có đèn. Tại vì con này sử dụng TV của nó sử dụng bóng đèn nên là nó phải có một thời gian khoảng độ tầm 30 giây thì màn hình nó sẽ sáng lên. Em sẽ quay xung quanh cho anh em thấy. Tủ rất là đẹp. Nói chung là ở Việt Nam là rất là hiếm có những cái con được như thế này. Có thể nói là nó sử dụng cái bóng đèn của ngày xưa lên là những cái TV này đấy, nó lên hình rất là hay. Rồi, ok, cảm ơn tất cả anh em nhá.